Đây đây là một chuyến hàng của mình một buổi sáng này các bạn, 8 giờ mình đi. 8 rưỡi. Hơn 8 giờ đến 11 giờ mình về. Đấy một buổi sáng thì mình kiếm được là mấy trăm ngàn. Đó mình nói với các bạn rồi. Mình kiếm tiền là nghề ve chai chứ còn nghề YouTube. Đó là mình chia sẻ cái ngành nghề của mình để cho mọi người biết về những kiến thức và những cái ve chai phế liệu, hoặc là mọi người có thể đi làm nghề ve chai như nhân để kiếm sống, chứ không phải nhân chia sẻ những cái không có thực trong cuộc sống để rồi kiếm cái like, cái view. Những cái đó nhà không có, những gì sự thật cuộc sống, nhân mua bán ve chai, nhân có mua được thì nhân chia sẻ cho mọi người biết thôi. Đấy, chuyến xe này thì nhân chở khoảng gần 4 tạ. À, các bạn, hơn là 100 cái bình ắc quy. Đấy. Nó là như thế thôi các bạn. Xin chào tất cả các bạn nhé. Chúc các bạn một buổi sáng tốt lành và gặp nhiều may mắn trong sống. Thì sáng nay mình tiếp tục đi mua ve chai đây. Mong mọi người sẽ theo dõi và ủng hộ và xem mình mua một buổi ve chai nó được cả những chi nhá. Tháng nay mình đi bằng xe, đó là xe xích thố, tức là chiếc xe máy của mình. Thì giờ là hơn 8 giờ rồi, 8 rưỡi rồi. Giờ mình đi đây. Mình hôm nay mình đi mua cùng lần vô đây vì vô Vĩnh Cửu cũng gần thôi, trong hẻm nên mình phải đi xe máy. Mọi người luôn luôn theo dõi và ủng hộ kênh YouTube của Nhân Ve Chai nha. Làm gì vậy bác? Làm gì rồi? Có mấy trái mướp cái ăn được này kìa. Mướp đó xào thịt bò ngon đấy, 4-5-6 trái đấy xào thịt bò được đấy. Đây, đây các bạn, buổi sáng nay mình đi mua chuyến ve chai về đây các bạn. Đấy, các bạn thấy không? Toàn là bình ắc quy, bố tháng nhông sen, nhớt thải. Chuyến hàng này thì mình mua là nhìn như vậy, nhưng nó hơn 100 cái bình ắc quy đấy các bạn. Đây trong này nè các bạn, trong này nè. Đấy, trong này là bình ắc quy với bố thắng nhông sen với đồ ve chai với mua được cả 4 căn nhớt. Thì chuyến xe này thì mình đi gần ở đây thôi, trong hẻm nên mình đi bằng xe máy, không đi xe tải được. Thì sáng đi mình đi thì 8 giờ mấy, 8 rưỡi, giờ về là nhà đến nhà là 11 giờ. Thì nói chung thời gian đi lại nó lâu thôi, còn đi mua ve chai thì nó cũng nhanh lắm. Vì mình làm lâu rồi, cũng có mối mang rồi, nên việc mua bán nó cũng là thuận tiện hơn. Các bạn mới ra nghề thì cũng vất vả là hơn tí thôi. Thì nói chung cái gì cũng với tôi, bước đầu thì nó khó khăn thôi. Nhưng thời gian quen dần thì nó sẽ là cho các bạn là biết được là giá trị của nghề ve chai. Đấy, nó là như thế. Đấy, chuyến xe này thì mình mua thì nó khoảng hơn 3 tạ rưỡi. Thì nói chung cái xe này của mình á là thường thường mình chở kịch khoảng 5 tạ. Còn mà bình quân mà cỡ 3 tạ, 3 tạ rưỡi thì nó rất là dễ đi. Nói chung đi đang còn thoải mái, đi một tay được, không cần hai tay. Nói chung mình làm nghề mình quen rồi, mình chở quen rồi. Còn các bạn mà chở chưa quen thì cảm thấy chở 2-3 tạ thì cảm thấy nặng khó đi thôi. Nhưng mà thời gian nó sẽ quen thôi. Đấy. Nhưng mà chế xe thì phải chế chắc như mình đây thì nó mới là chở hàng được. Thì hôm sau mình sẽ làm cái video chế xe cho các bạn xem nhá. Thì đó là những gì mà ve chai phế liệu thì mình chia sẻ lên cho các bạn thôi, chứ mình cũng không phải là nói hơn nói những cái không có. Trong sự thật là mình những gì mình mua được thì mình nói có thôi, còn mà những cái không có để mà câu like câu view thì mình không làm những cái đó.
Bởi vì mình nói với các bạn rồi, thực tế mình làm là kênh YouTube là mình chủ yếu là chia sẻ lên cho các bạn biết được cái ngành nghề ve chai, để các bạn là hiểu thêm về ngành nghề ve chai, hoặc các bạn đi làm theo nhân để kiếm sống là cho cuộc sống thôi. Chứ còn thu nhập chính của nhân đó là thu nhập nghề ve chai. Còn YouTube thì nói chung là mình mà có được tiền thì mình cảm ơn, mà cũng không được tiền thì cũng không sao cả, vì mình đã chia sẻ được cái ngành nghề của mình lên cho mọi người biết, là để mọi người theo dõi, rồi mọi người vận dụng vào cuộc sống, và cũng như đó là đi mua bán ve chai kiếm sống qua ngày thôi. Nên những gì nhân chia sẻ thì nhân chúc cho mọi người là luôn luôn là bình an, hạnh phúc trong cuộc sống. Và nếu có đi làm ve chai như nhân ve chai thì cái nào mà không rõ thì các bạn cứ gọi điện hỏi thăm, nhưng mà gọi điện với những cái nào là cho phép nha. Chứ các bạn hỏi hết cái này qua cái khác thì nói chung nhiều cái nó nhân không thể trả lời hết được, vì nhân đi làm thế này về cũng phải có thời gian nghỉ ngơi nữa, kể cả ban đêm cũng vậy thôi, là từ 9-10 giờ là nhân phải ngủ rồi, chứ còn mà khuya quá rồi các bạn nhắn tin thì nhân cũng không là trả lời được. Thì đó là những gì nhân đi mua sáng nay thì nhân chia sẻ cho các bạn biết thôi. Đấy, các bạn thấy không, cái giỏ này nó nhỏ thế này nhưng mà nó hơi có vỏ các bạn. Cái giỏ này nó đựng hơn 100 cái bình nha các bạn. Đây, nhân lấy một nửa đấy nha. Đây, phía trước cái con là một nửa này đây. Các bạn nhìn này. Thấy không? Cái này là phải mấy chục cái đấy các bạn này. Đó, chuyến này hơn 100 cái bình đấy. Mình nói thiệt, tôi nên đâu phải nói dốc các bạn làm gì. Đó, còn trong này mình chưa lấy xuống nha. Đây, đó, trong này này. Chưa lấy xuống. Đấy, xịt cho nó sạch sẽ, cho mát mẹ. Hôm qua mưa trù lớn hả? Thôi giờ mình xuống hết xe hàng này nữa thì mình về ăn cơm đây. Cũng trưa rồi. Mình chúc cho các bạn luôn luôn sức khỏe, bình an, gặp nhiều điều may mắn trong cuộc sống. Đi mua ve chai như mình thì túc tắc kiếm sống qua ngày thôi. Giờ mình về thì nói chung mình về xong thì mình nghỉ. Vừa này dịch bệnh nên không có ai mấy cả nhà. Không có người đi lại đến mấy đâu. Nói chung người ta cũng đi làm rồi, hơn được người ta cũng ở nhà phòng dịch bệnh tật. Giờ mình xuống rồi mình về ăn cơm, mình nghỉ ngơi. Nếu như thích thì chiều về mình buổi chiều mình xách xe mình đi kiếm tí nữa, còn không thích thì mình ở nhà. Thôi mình chào tạm biệt các bạn nhé.